Xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Thì buổi chiều ngày hôm nay em xin phép được gửi tới cho quý anh chị và các bạn những các cái hình ảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trước mắt của chúng ta đây thì chính là cái khu vực của cảng hàng không quốc tế. Và theo như cái tập cập nhật cái tình hình của em ngày hôm nay thì xin phép được gửi tới quý anh chị và các bạn những các cái hình ảnh. Thì buổi chiều ngày hôm nay cái lượng khách rất là lưa thưa. Thì như trước mắt của chúng ta cũng thấy được là buổi chiều ngày hôm nay thì có vẻ là khá như là vắng vẻ. Và thực trạng hiện tại bây giờ thì công nhân cũng như là người lao động mất việc rất là nhiều ở tại Sài Gòn, cũng như là nhiều công dân ở nước ngoài, một số các cái nước lân cận như là Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Thì nói chung là lao động Việt Nam của mình cũng đi sang bên đấy rất là nhiều. Thì theo như một vài các cái anh chị của em thì cũng đã than lên rất là nhiều về cái tình trạng là ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng vẫn cứ buôn bán ế ẩm. Cái tình hình buôn bán ở bên đấy cũng rất là khó khăn. Rồi là lao động thì thất nghiệp, dẫn tới cái việc mà nhiều người cũng không dám nghĩ tới cái việc mà mua vé máy bay về quê ăn Tết. Còn đối với tại ở Sài Gòn cũng thế. Tiểu thương tại các chợ truyền thống bây giờ thì chợ truyền thống bây giờ rất chi là vắng vẻ. Ví dụ như chợ Bến Thành, chợ Bà Triều. Thì những các cái thực trạng hiện tại bây giờ về cái nền kinh tế thì như quý chị cũng thừa biết được một cái điều là như thế. Và thậm chí là một trong những các cái ngày gần đây thì ở trên Facebook cũng tràn ngập khắp nơi những các cái hình ảnh cho thuê lại mặt bằng kinh doanh. Nhìn nó rất là thê thảm. Thì thật sự là đến những người giàu bây giờ cũng gãy rất là nhiều. Nói thẳng một điều là như thế, người giàu á bây giờ cũng nhiều người mà cũng làm ăn thất bại. Còn đối với những người mà lao động công nhân á thì những các công ty lớn bây giờ họ cũng đã cắt giảm lao động. Và dẫn tới cái tình trạng là bây giờ công nhân mất việc rất là nhiều. Bây giờ phải đi tìm tới những công việc như là chạy Grab. Mà thậm chí là bây giờ chạy Grab cũng thực sự là khó khăn. Chứ nó cũng không thể nào mà mới kiếm tiền được ok như cái lúc mà mới Grab mới đất nước mình mới phổ biến cái hình thức xe công nghệ đâu. Ấy thì bây giờ thì nói chung là tất cả mọi thứ ngành nghề bây giờ đang rất là khó khăn. Ấy thì nhìn chung nó là như thế. Công ăn việc làm bây giờ thì những ai mà có được một cái công việc gì đấy thì tốt nhất là nên nắm giữ lấy. Sẽ là một cái điều mà tốt nhất. Phải biết trân trọng những cái công việc hiện tại của mình, bản thân mình. Còn đối với như nhiều người, nhiều quý anh chị thì đi làm công là ăn lương vất vả đủ bề đó, vậy mà tới cái lúc ấy thì kinh tế nó đi xuống thì lại trở nên là điêu đứng, không còn được cái công việc làm cho bản thân mình nữa để nuôi gia đình. Giống như bây giờ thì nhiều người, nhiều quý anh chị là phải cầm cự đấy, cầm cự để gọi là qua những các cái giai đoạn khó khăn nhất. Còn đối với bất động sản thì nhiều nhà đầu tư cũng phải gồng lỗ với ngân hàng rất là nhiều. Dạ nói chung là nhiều lắm. Đấy, thì
thì về bản chất của cái công việc hiện tại bây giờ nó đã khó khăn rồi, mà mỗi một người bây giờ gánh vác trên trọng trách trên vai mình cái công việc mà để mà nuôi gia đình, thì thật sự là càng ngày càng nó càng khó khăn. Kinh tế Việt Nam mình thì theo như trên báo đài ấy, theo như trên báo đài chính thống của Việt Nam mình ấy, thì thật sự là vẫn cứ nói là sẽ có những các cái bước tiến phát triển nọ kia như thế nào đấy, nhưng mà những các cái video, những các cái hình ảnh mà em cập nhật mới đây để gửi tới quý anh chị và các bạn ấy thì nó là những các cái video thực tế nhất của Sài Gòn. Đóng cửa, sập tiệm, vân vân và vân vân, thì những các cái tình hình nhìn là vô cùng là đáng lo ngại. Còn ở đây thì đây trước mắt của quý anh chị và các bạn, đây chính là cái khu vực cảng ga tới, ga đến của phi trường Tân Sơn Nhất. Thì quý anh chị cũng thấy được phía nơi lấy hành lý kia thì cũng rất là vắng. Thì trong cái buổi tối, trong cái buổi chiều ngày nay thì thật sự là cũng tương đối là ít cái chuyến bay về. Nhất là cái quãng thời gian vừa qua, một vài ngày gần đây thì hãng hàng không Bamboo Airways cũng cắt giảm đi những các cái một vài những các cái chuyến bay. Thì thật sự là cái tình trạng đấy cũng rất đáng lo ngại, và cũng có phải chăng đó chính là cái điều mà chuẩn bị phá sản. Đối với những các cái vé bay Tết, cái máy bay Tết thì trong cái quãng thời gian như thế này là cũng đã có nhiều quý anh chị cũng đã lên để đặt vé rồi. Nhưng mà cũng trên các cái hội nhóm ở trên Facebook thì cũng nhiều quý anh chị cũng đã than phiền rằng là Tết này có lẽ là cũng không có điều kiện để mà trở về quê hương được. Vì là kinh tế bây giờ làm ăn khó khăn, mọi thứ bây giờ thì đôi khi đâu phải là chỉ vì cái vấn đề là mua vé máy bay đâu, mà nó chỉ vì một phần là về quê nữa thì cũng nhiều thứ tiền nữa. Tiền quà cáp, tiền ăn Tết, vân vân và vân vân, nó rất là nhiều thứ tiền. Thì đối với cái tình hình kinh tế nó đi xuống như thế này thì em cũng không biết là hay là có khi là do cái vấn đề do cái quãng thời gian vừa qua ấy, nhà nước của chúng ta cũng đã siết chặt và cũng bắt rất là nhiều ông lớn, ví dụ như là ông Trịnh Văn Quyết, rồi là tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty bất động sản Nhật Nam, vân vân. Đấy, thì thật sự là chắc hẳn một điều rằng là những các cái nền kinh tế là nó cũng sẽ phải bị ảnh hưởng, nó sẽ phải bị ảnh hưởng chứ nó không có thể nào mà không được. Vì những cái người mà những các cái tập đoàn lớn đấy nó sẽ ảnh hưởng nhiều cho tới cái thí dụ như là bây giờ chợ An Đông chẳng hạn, thì nó cũng là của Vạn Thịnh Phát. Trong vài tháng trước thì là em cũng có những các hình ảnh về chợ An Đông gửi tới cho quý anh chị và các bạn. Thì khách ở chợ An Đông nói chung là vắng lắm, người bán thì rất chi là nhiều đấy, mà nói chung là về cái tình hình kinh tế thì nó rất là đáng lo ngại. Ở phía bên dưới đây thì cũng đang có một cái quầy để họ bán đồ ở dưới này. Hình như là đồ dưới này là đồ mà bán được miễn thuế hay sao ấy.
Cái này là em cũng chưa được rõ lắm. Hình như là cái khu vực này chính là khu vực mà đã bán các cái đồ miễn thuế. Ở phía xa kia thì cũng mới có một cái chuyến bay mới về. Hành lý được di chuyển ở đấy. Và trong cái video này thì cũng gửi tới cho quý anh chị những cái hình ảnh mới của sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là những các cái thông tin về rất là nhiều người hiện tại bây giờ là công nhân mất việc. Thì video xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Đúng là chỗ mua nó bạn.